đường này kẹt xe ác luôn á. Đường này là đường Nguyễn Tất Thành này, quận 4. Cái đường Nguyễn Tất Thành này là cái đường mà nối giữa quận 7 với quận 1, cho nên là lúc nào nó kẹt xe. Các bác có thể nhìn thấy ở phía trước ấy, chúng ta sắp đi qua cái cầu rồi nhá. Cái cầu này thì hình như là cầu Nguyễn Tất Thành. Đến đây là Bến Nhà Rồng rồi này. Đấy thì hôm nay tôi giới thiệu cho các bác cái dự án chung cư Sài Gòn One Tower. Đây trước mắt các bác đấy, nó sánh ngang với cái thằng Bitexco luôn nhá. Nếu nói với hạng sang ấy là sánh ngang, nhưng mà nó bỏ hoang 7-8 năm nay rồi. Từ cái ngày mà tôi vào đại học ấy, học đại học ấy, là tôi đã nhìn thấy cái tòa này nó đã bỏ hoang như thế rồi. Lý do được nêu ra là do hết vốn, chủ đầu tư không kịp trở tay khi thị trường bất động sản đi xuống, cho nên là tèo. Thế thôi, bây giờ chạy qua xem cái dự án này xíu nhá, chạy qua sát với nó luôn. Thì tòa nhà này ngày trước là nó tên khác, nhưng bây giờ tên của nó là Sài Gòn One Tower. Nằm ở góc này, hình như là góc Lê Duẩn thì phải. Không biết có phải góc Lê Duẩn không, nhưng mà nó cao 48 tầng các bác. Hiện tại thì hình như là người ta đã xây xong phần thô rồi, còn quá trình hoàn thiện thì chưa xong, thì kín người ta đã ốp lên rồi đấy. Nhưng mà thấy các bác thấy bụi bặm không? Đẹp lắm nhá, cái tòa nhà này mà nếu mà hoàn thành đấy là siêu đẹp luôn, đẹp bậc nhất Sài Gòn đấy. Nó nằm ở cái góc Hàm Nghi chẳng phải góc Lê Duẩn nhá. Đây là cái bến Bạch Đằng các bác này. Bến này là bến để mà đi tàu đấy, đi tàu cánh ngầm đấy, nhưng mà tàu cánh ngầm giờ nó đóng cửa rồi. Nó nằm sát với phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn. Đây, đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ này. Bây giờ chúng ta rẽ qua nhá. Ồ, đây nó đóng cửa đấy rồi. Ngày trước là cái chỗ đường này là chúng ta rẽ qua đường này, nhưng bây giờ thì người ta đóng rồi. Bây giờ phải chạy tới đâu này thì vòng lại thôi. Phía bên này là cái công viên bờ sông các bác này, công viên Bến Bạch Đằng nhá. Một trong những công viên rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Rất là đẹp, cảnh rất đẹp, view qua quận 2 luôn. Thì tới đây chúng tôi vòng lại này. Đây là đường Tôn Đức Thắng rồi. Đây là một trong những cái con đường hạng sang bậc nhất Sài Gòn, với rất là nhiều những khách sạn 5 sao VIP chỉ dành cho người siêu giàu. Cuối cái đường này là cái tổ hợp chung cư Vinhome Golden River của thằng Vingroup. Thì cái dự án đấy tôi quay rồi nhá, các bác vui lòng xem lại ở video. Bây giờ chúng ta tới đây chúng ta vòng lại thôi. Cái thằng Sài Gòn One Tower đấy ấy, là ngày xưa nhá, cái thời điểm mà năm trước năm 2010 ấy, thì ấy, cái quy mô đầu tư của nó đã lên đến tầm 5.000 tỷ rồi. Thì nếu mà so với cái trượt giá thời điểm hiện tại thì nếu mà muốn xây cái tòa đấy á, kể cả đất đai luôn á, thì phải 10.000 tỷ chưa chắc xây được. Đấy, cho nên giờ chủ đầu tư người ta vẫn đứng hình. Cái tòa đấy vẫn đứng hình đấy, không biết bao giờ nó triển khai lại. Thì theo một cái báo cáo mới đây của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đấy, thì tòa nhà này là một trong những cái tòa nhà làm xấu mặt Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, nhưng mà cái đẳng cấp của nó thì cũng không thể thay đổi được, vì cái vị trí của nó quá đẹp, view bờ sông, nằm đường Hàm Nghi, đường gọi là cái con đường gọi là đắt đỏ bậc nhất quận 1, đẹp nhất luôn á. Đấy, nằm ở ngay cửa ngõ qua quận 4 luôn. Thì chủ đầu tư lớn nhất của cái này hình như là thằng Sài Gòn Telvic, với vốn chủ sở hữu là đến tận 30%. Nhưng mà bây giờ mà muốn triển khai lại thằng này thì chắc là giá sẽ phải bỏ thêm cũng phải vài ngàn tỷ nữa để làm phần thiết kế bên trong của nó. Đấy, hiện tại chắc nó cũng được 40 mấy tầng rồi. Thằng này là theo quy mô là được khoảng xây được khoảng 40 mấy tầng đấy. nhưng giờ chắc nó xây xong phần thô rồi. Nói chung là giờ chỉ có việc là đăng ký lại thôi, nhưng mà đăng ký là cũng đắt lắm chứ không phải là dễ đâu, dễ trong một sớm một chiều đâu. Tiến độ thằng này thì đứng hình nhưng vẫn có bảo vệ đồ làm dữ dội lắm đấy. Đây đường Hàm Nghi này. Wow, bác thấy cái hoành tráng của nó không? Chọc trời đấy nhá. Có nghĩa là nó đẹp ngang ngửa thằng Bitexco đấy. Nó to hơn thằng Bitexco nhưng mà thấp hơn thằng Bitexco. Thằng này cao 45 tầng, gần 45 tầng. Còn thằng Bitexco thì cao 68 tầng. Thì theo như tôi quan sát thì thằng này nó là đã cất nóc ở đây. Nóc của nó là xây đến tận trên kia rồi. Kính ốp lên rồi nhưng mà thấy cũ hết à. Để chạy qua bên đấy thử coi nào. Ở đây rẽ vào nhá. Đây là đường Hàm Nghi này, đâm thẳng ra Bến Thành ở đấy. Nó gần chợ Bến Thành đầu này này, cách khoảng một cây ấy, hơn một cây. Ở đây chúng ta rẽ trái vào nhá, rẽ trái qua. Cái đường này thì đường đắt đỏ rồi, siêu đắt đỏ rồi, toàn những cái tập đoàn lớn nó nằm ở khu vực này không ạ. Thì nếu mà tòa này làm xong ấy, thì nó chắc là vừa có cả chung cư, nhưng mà có cả cái gì nhỉ? Nó vừa có cả chung cư nhưng mà văn phòng là chủ yếu, văn phòng kinh doanh đấy của các cái tập đoàn rồi đấy, thì nên đặt ở khu vực này, nó to lắm đấy. Đây này, đây cái cổng của nó đây, đóng rồi. Hình. Đây có bảo vệ này, bảo vệ cái chỗ bảo vệ này đóng luôn. Nhiều cổng ra vào lắm nhưng mà nhìn cái kiểu này là lâu lắm rồi không ai đụng vào này, hết tiền. Bây giờ người ta cái tiền đất của khu vực này là nó cũng ác nữa. Đất ở đây chắc là phải trên 1 tỷ 1 mét các bác ơi. Là các bác không tin chứ. Đất đây là trên 1 tỷ 1 mét nhá. Thật đấy. Một cái khu đất đấy là cả mấy ngàn tỷ như chơi. Chờ cái tiền đất rồi đắt giá. Đây là cái hầm Thủ Thiêm này. Hầm Thủ Thiêm đâm qua đường bên này này. Vòng lại đây coi. Đây cái tòa của Novaland đang xây này. Rồi, nó đấy. Đấy thì tôi giới thiệu cho các bác cái tòa nhà Sài Gòn One Tower này nó là như thế nhá. Thì hiện tại cái tên của nó là như thế. Nhưng mà tương lai nó có đổi tên hay không thì là cái chuyện của tương lai. Đấy. Đây là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rồi này. Đấy, nó chắn ở phía trước luôn. Thằng bên này là thằng Bitexco này. Đấy, Bitexco đẹp không? Bitexco hoàn thiện quá đẳng cấp rồi. Cái thằng này view ra bờ sông. Bên này là bờ sông rồi này. Kính của nó thì cũ rồi. Giờ phải là nếu mà làm kính chắc là phải thay mới lại toàn bộ kính. Rồi, thôi, đi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này và nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nha các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Yeah. Thôi đi rồi. Ra chui qua cái hầm này nào. Bây giờ đi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi để xem đất bên nó thế nào. Đây là cầu Khánh Hội nhá, một trong những cây cầu rất nổi tiếng ở Sài Gòn, đã có từ lâu đời. Ngồi ở cái góc này mà nhìn cái thằng này thấy hoành tráng quá. quá đẹp luôn. Cái chỗ này mà ở thì thôi ha, chọc trời. Tiếp bỏ hoang thời lập phí, không biết bao giờ nó triển khai lại đây. Kế nó là thằng Bitexco, siêu hoành tráng luôn, cao 68 tầng. Phía dưới này là còn thêm nhiều tòa nữa, nhưng mà có tòa và lanh mét 81 ở dưới này này. Oh man.